Chào mừng các bạn yêu đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ cùng nhau phát triển. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe. Các bạn thân mến, tiếp tục chương trình Ký sự Bonsai hôm nay ngày 19 tháng 11, 2020. Nông Thu đến vườn kiển Quang Bình, tọa lạc tại thành phố Dĩ An của tỉnh Bình Dương để chia sẻ với các bạn một số lô mẫu cây mà nhà vườn mới vừa nhập về. Các bạn thân mến, thì Nông Thu chỉ làm clip chia sẻ, không tham gia mua bán. Mọi liên lạc các bạn vui lòng gọi cho anh Bình trên số điện thoại là 0915973499 các bạn ha. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp lại anh chàng Bình Quang Thuộc để nhờ Bình chia sẻ những loại cây mà Bình muốn giao lưu các bạn ha. Rồi, hello, chào Bình. Dạ, em chào anh Năm, chào cô bác, chúng ta trên khắp mọi miền, những người yêu cây kiển. Hôm nay vườn kiển Quang Bình lại tiếp tục báo giá tới cô bác anh chị chúng ta. Đây là hôm nay cũng có nhiều cây loại mới lắm, mong được cô bác anh chị chúng ta ủng hộ. Rồi, trước khi chào những cái sản phẩm của mình, em nhắc lại cách thức kinh doanh của vườn mình ha. Dạ, cách thức kinh doanh của vườn em thì cũng như những clip trước là em sẽ bao ship toàn quốc cho tất cả các cô bác anh chị đã chốt cây. Riêng thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Biên Hòa và thành phố Bình Dương thì cô bác anh chị không cần phải cọc tiền trước, mà cứ đặt cây xong là em đưa cây tới rồi thu tiền thôi. Còn cô bác anh chị ở các tỉnh ngoài và xa thì cọc em bằng ít tiền làm tin thôi rồi em chuyển cây đi thôi. Rồi, ok, anh Bình cũng đã chia sẻ với các bạn ha. Nếu các bạn yêu thích những cây giò, các bạn chỉ cần nhấc điện thoại lên gọi cho mình theo số là 0915973499 thì các bạn sẽ được như ý. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu làm việc. Em số 1 là cây này là gọi là cây phi lao, cây phi lao, cây dương, miền Nam gọi là cây dương. Phía Bắc các bạn có phi lao, có chỗ là người ta gọi là cây phi lao. Các bạn dùng phía Bắc gọi phi lao, trong Nam mình thì gọi là cây dương. Rồi, báo cáo thông số đi em. Xây dòng cho mọi người thấy ha. Rồi, đo thông số. Chiều cao là 72. Chiều dài của tàng là 94. Thân là 40. Cây dương số 1 được chào giá là 3,7 triệu. 3,7 triệu, cây dương, cây số 1, cây đầu tiên. Cây này rất là thoáng cây các bạn ha. Chỉ cần xây vài vòng là các bạn nhìn thấy rõ cái body của em đó rồi. Đó, ok, xin mời em khác. Nặng không có chừng các bạn xây ha, chú ý các bạn xây để mình khiêng các bạn xây nó rớt vô chân cái là tiêu luôn á. Vườn của anh Bình lúc nào cũng là cây mới về cập nhật về liên tục các bạn ha. Để cho Bình đi vô thì Bình vô từ cái chừng cái bạn xây nó rớt á. Mình thấy các bạn xây sao mình sợ quá. Hôm qua bệnh chút xíu nó mới lọt vô, mới lọt cái đáy vô, chưa lọt đáy còn bên bệnh chút nữa. Cái chừng cái bằng xay nó rớt, cái bằng xay kéo qua bên Dũng chút, Dũng đây. Rồi, ok, ngay giữa rồi. Rồi, tiếp tục chia sẻ với các bạn. Cái gốc cây này gốc cây Hải Châu các bạn. Cây bự lắm anh ơi. Rất là hoành tráng luôn á. Cây này bự lắm. Thông số anh ha. Rồi, báo cáo thông số đi em. Chiều cao từ mình chậu lên là 80. Chiều dài của tàng là 1m18. Trời ơi, cái cục này lớn lắm.
Quanh của cả cái cục này là 100 anh ơi. Quanh của cả cái này là 100. À, bể 100 hả? Quanh của cái cổ đế này. Quanh của cái cổ đế là 70. À, em mày được chào giá bao nhiêu đây? Hải Châu số 2 này được chào giá là 10 triệu anh ơi. 10 triệu. Rồi, xin mời em khác. Rồi chúng ta tiếp tục. Em số 3. Số 3. Một cái nhục quế. Này mày đứng đẹp quá đẹp. Rồi vẫn có thông số luôn. Chiều cao từ miệng chậu lên là 43. Chiều này của tàng là 45. Quần bệ là 54. Quần thân là 15. Quế số 3 được chào giá 1 triệu rưỡi anh ơi. 1 triệu rưỡi, quế số 3. Rồi, vâng, xin mời em khác. Số 4 là em gì đây? À, sam trái. Em sam trái anh. Sam trái. Cái này nó già lắm anh. Trái thì đầy lên rồi anh Năm có thấy không? Thấy, đang thừa lồi cái quá trời thì luôn. Anh chờ anh cũng thấy đúng không? Đúng rồi. Quá trời trái. Dạ, cực kỳ dạ. Rồi, rồi thông số. Chiều cao từ miệng chậu lên là 40. Đang đổ này là 84. Quanh với cái thân dân chỗ này là 15. Này cây số 4 à? Số 4. Sách trái số 4 này được chào giá là 3 triệu, à, 4 triệu 7 anh ơi. 4 triệu 7. 4 triệu 7. Ừ, 4 triệu 700 nghìn. Rồi, ok. Xin mời em số 5. Bông Trang. Này Trang hồng rồi nha. Tặng da bông ghế nhiều lắm rồi. Hồng Trang. Bông Trang hồng. Rồi báo cáo thông số luôn. Chiều cao là 30. Tàng là 38. Quanh của cái thân nhân chỗ này là 8. Cái trang hồng này được chào giá là 750 anh ơi. Rồi, xin mời em số 6. Sáu là em cây dương. Cây dương á. À, dáng bay. Cây dương dáng bay. Đẹp ha, cây này đẹp. Cao từ miệng chậu lên là 38 cm.
Chiều này của cái tàn này là 58. Và thân là 31. Rồi em mày được chào giá là bao nhiêu đây? Cái dương này được chào giá là 2,5 triệu thôi. 2,5 triệu. Rồi xin mời em khác. Số 7. Số 7 là con em sắp bông. Trái thấy bông gì thì gọi là bông, gọi là bông cho nó nhanh, sâm bông nó không ăn, cây rất già đẹp á, để được chiều cao là 34, rồi của cái tàng từ trên xuống đây là 50. Còn của cái thân chỗ này là 11. Sắp bông được chào giá là 1,5 triệu anh. 1,5 triệu. Rồi ok. Xin mời em khác. Em số 8 là cây me chua. Cây me. Quốc tịch. Quốc tịch Việt Nam. Cây me thật quái uống lượng. Mang mã số 8. Chiều cao từ miệng chậu lên là 48. Chiều dài của cái tàng ở bên này là 90. Còn thân trên chỗ này là 25. Thân rất là quái. Quay lượn. Rồi, em này được chào giá là bao nhiêu đây? Em me này được chào giá là 2,4 triệu anh ơi. 2,4 triệu, các bạn lưu ý giá đã có xếp. Rồi, vâng, tiếp tục xin mời em mang mã số 9 là em gì đây? Con em sam trái. Em sam trái. Gốc này bự lắm anh. Cái này gốc bự lắm. Gốc bự. Bự bao nhiêu gọi là bự? Bự gọi là to. À to. À. To thì gọi là bự. À. Xem trái anh có thấy trái không? Thấy chứ. Chiều cao là 27. Đeo mắt kiến vô không thấy nữa thôi tiêu luôn á. Tàng là 31. Vành của nó là 23. Xanh trái này được chào giá là 1,8 triệu anh ơi. 1,8 triệu. Dạng này cũng dạng lùng lực á. Rồi em nó số 10 lắm rồi. Em số 10 lên sàn diễn luôn. Số 10 là em này. Để mình xin. Em quýt rừng. Quýt rừng. Quýt rừng. Quýt rừng có trái không? Quýt rừng có trái không? Anh em người ta bảo có trái. Trên rừng có trái chứ về nhà mình chắc gì có anh. À. Ở chơi chi dăm lá là chủ yếu. Nó có nó ra được là tốt, nó không ra được phải chịu chứ. Xong rồi. Đừng, nó có chứ về nhà mình không đâu dễ gì nó có. Xong rồi chợ mua chiếc quýt gắn vô. Này chơi chi rầm rồi chứ. Này nhánh này rất là già, rất là đặc chơi ha. Chơi chi rầm rồi chứ. Rồi, báo cáo tổng số luôn. Cao từ miệng chậu lên là 28. Tàng của nó là 53. Vành của cái thân. Vành của cái thân ở đây là 17.
chậu này nó bị nứt ra nhưng mà xử lý rồi nha. Để nhà của bác thích thì thay chậu khác. Cây quýt rừng này được chào giá là 1,2 triệu. 1,2 triệu. Thì dòng rất là đẹp. Các bạn lưu ý lô hàng được báo giá vào ngày 19 tháng 11 2020. Mọi liên lạc các bạn gọi trên bình tới số là 0915 973499 và em số 11. Để chào Phúc Kiến phải không? Hải Châu anh ơi. Hải Châu hả? Cái lá nhỏ ha. Hải Châu lá nhỏ. Cây nó nhỏ nhưng mà nó già cây đó, không có dây nhỏ gì nữa hết á. Cây nó không lớn lắm nhưng mà cái bộ đế rất đẹp á. Bộ đế đẹp lắm. Hải Châu. Bộ đế cực kỳ đẹp. Rồi, báo cáo thông số luôn. Chiều cao là 28. Đàn là 40. Còn của cả cái cụm thì nó trải dài cả cái chậu đo cái thân thôi. Thân chậu này là 12. Cái Hải Châu này được chào giá là 1,5 triệu. 1,5 triệu. Một cây sắp trái gốc bự lùng lực ở đây. Mang mã số 12. Này là số 12 hả anh? 12. Cái này cũng không còn dây nhỏ gì hết nè. Gốc bự lắm. Đây cành của nó nè. Già cục lên rồi. Cái. Rồi, báo cáo thông số. Chiều cao là 21. Tàn của nó là 52. Cái này bự lắm. Quanh của cái thân ở trên chỗ này là 20. Xăm trái được chào giá là 4,7 triệu. Rồi số 13. Số 13 là linh sam. Số 13 là một cây linh sam anh ơi. Màu gì? Đây màu trắng phớt hồng. Trắng phớt hồng. Anh xem màu trắng phớt hồng. Đẹp đẹp không anh? Này là hàng zin hay ghép đây? Hàng là ghép anh ơi. Màu trắng phớt hồng là giờ là người ta khoái nhất rồi đó. Anh xem màu trắng phớt hồng. Này cứ vẽ cái thân rất đẹp. Chiều cao là 40. Tàn của từ bên này qua bên này là 80. Quanh của cái thân ở chỗ này là 31. Số mấy anh? Số 13. Linh sam số 13 này được chào giá là 1,5 triệu. Rồi, xin mời em khác. Sâm bông anh ơi. Sâm bông mang mã số 14. Chiều cao là 54. Chiều dài của cái từ chân đỉnh xuống cái tàn rớt này là 70.
vành của cái thân ở chỗ này là 8. Cái sắp bông này được chào giá là 1,5 triệu. Rồi, xin mời em số 15. Số 15. Ủa, mai chú thủy. Mai chú thủy á. Mặt trước mặt sau tứ mặt đẹp với nhau luôn á. Cao từ nền chậu lên là 44, tàn là 43, quanh của cả cái cụm là 83. Mai chú thủy cụm này được chào giá là 2 triệu. 2 triệu mang mã số 15. Rồi vâng, xin mời em số 16. 16 là cây sơn liễu. Cây sơn liễu. Cái sân liễu này thành phẩm rồi. Chiều cao là 37. Tàn là 44. Quanh của cả cái cục là 47. Quanh của cái thân trên chỗ này là 12. Cây này là nó là cái cọng rễ nó lên rồi nó làm thành cái cây nó già lắm. Rồi, được chào giá. Chào giá là 2 triệu anh. 2 triệu. Rồi, tiếp tục chia sẻ các bạn. Em số 17. 7 là một cây trang đỏ. Rất đẹp. Một cây trang. Cái này cốt lớn lắm. Một cốt hai thân. Một cốt nó lên hai nhánh lớn. Cây này tàn cũng đẹp. Hết dây rồi, không còn dây nhờ gì hết. Cao là 41. Tàn của từ bên này qua bên này là 67. Quanh của cái chỗ này là 26. Trang này số mấy anh? Số 17. Cái trang loại số 17 này được chào giá là 7,5 triệu. 7,5 triệu. Nghiêng chậu được không? Nghiêng chậu 45 độ. À, nghiêng chậu để nhìn thấy chi ta bên trong nè. Không còn dây nhỏ gì hết anh nha. Rồi. Không có còn dây gì hết. Rồi, ok. Đây, nghiêng bên này cho cô bác. Nghiêng bên đó luôn đó, đó, đó cho luôn đó. Mặt nhau. Rồi, em số 17, bông trang đỏ. Được chào giá là 7,5 triệu. 7,5 triệu. Ok, giờ mời em số 18. Số 18. Sắp bông. Chiều cao là 31. Đang bình từ bên này qua bên này là 47. Quanh của cái thân chỗ này là 11. Sắp bông được chào giá là 1,5 triệu. 1,5 triệu, rồi ok. Xin mời em khác mang mã số 18.
người ta hay trồng. Một cây hải châu lá nhỏ cốt rất là đẹp anh. Đang là 39. Gốc này lớn. Gần chỗ này là 22. Hải châu là được chào giá là 1.8 triệu. 1.8 triệu. Rồi, xin mời em tiếp tục, em mang mã số 20. Bao nhiêu? 20. Cụm hải châu. Cụm hải châu. Chiều cao là 40. Đang là 66. Quanh của cả cái cụm này 80. Hải châu cụm này được chào giá là 2.8 triệu. Rồi, xin mời ông khác. 21. Mốc là một cái kim tiền. Này lúa là đẹp không? Lúa tự nhiên đó anh. Rất đẹp ha, 21. Lúa tự nhiên luôn á. Rồi, báo cáo thông số luôn. Chiều cao là 32. Chiều dài của tàng là 60. Quanh của cả cái cụm này là 62. Rồi, chào giá. Kim tiền này được chào giá là 1.8 triệu. Rồi, ok, xin mời em khác. 22. Sắp bông anh ơi. 22. Hai cây này nó đi. Hai cây này. Cao là 43. Đang của từ bên này qua bên này là 37. Quanh cửa lên chỗ này là 11. Sắp bông được chào giá là 1.5 triệu. Rồi, ok. 23. Nằm một cây núi. Chiều cao 30. Tàng của từ bên này qua bên này là 50. Quanh của cái củ này là 45. Cái dưới được chào giá là 1.2 triệu. Cái dưới chào giá 1.2 triệu. Giờ qua đây mình bắt cái tùng đi. Đây là
2024. Xăm cháy. Anh thấy cháy chưa? Thấy rồi, thấy rồi. Cháy chùm chùm nè. Ông này ông đang vác tiền vác vàng vô trong nhà cho đó. Chiều cao là 23. Đang của từ bên này qua bên này là 29. Quanh của cái thân chỗ này là 72. Xăm trái được chào giá là 900.000. 900.000, rồi ok. Thôi, qua đem bấm hai này đi. Hết giờ. Rồi, các bạn thân mến, bây giờ chào với các bạn là hai cái tùng rất là đẹp các bạn ha. Hai cái tùng lá hán. Cái cây này nặng lắm cho nên không có đưa lên bàn được. Đó, anh cứ quay bên này nữa đi rồi em cho. Đây, mình cho các bạn xem góc bên đây ha. Đó là mình sẽ quay đây. Đây là góc lớn. Rồi, bình vô đo đi bình. Cây số 25 là cái tùng. Chiều cao từ mạng chậu lên là 103. Đang là 104. Của cái bệ là 103. Hoành của cái thân nhân này là 29. Rồi, em này chào giá bao nhiêu đây? Cái tung này được chào giá là 7,5 triệu. Được chào giá là 7,5 triệu. Để năm tung qua đây cho các bạn xem một lần nữa ha. Giờ em vô trong chào cái kia, vô trong. Khuôn viên vườn quá trời chật các bạn. Rồi, mặt đây ha, các bạn xem mặt đây ha, được chào giá là 7,5 triệu. Rồi, cây bên kia là cây cuối cùng trong chương trình báo giá hôm nay, cũng là cây tùng mang mã số 26. Quay trước đi rồi em đo. Đấy các bạn. Cây này thì mình chỉ đứng ở mặt bên đây thôi, mặt kia mình không có vô được. Nó nặng lắm. Nó lớn, nó nặng lắm. Đây, cây tùng mang mã số 26. Giá phải vài chút xíu ha. Rồi, hôm nay em đo xong em quay lại lần nữa. Em đo thông số nha. Báo cáo thông số để em số 26. Chiều cao là 99. Tàng là 1m30. Quanh của cái đế là 103. Quanh của cái thân này là 30. Cái tùng này cũng được chào giá là 7,5 triệu. À, các bạn thân mến, cái tùng mang mã số 25 và 26 có thể chúng ta đánh thêm một cặp được các bạn ha, được chào giá mỗi em là 7,5 triệu, phải không Bình? 7,5 triệu nghe em phải không? À, 7,5 triệu của em cũng là kết thúc chương trình báo giá hôm nay. Năm Thu cũng rất là muốn quay cận cảnh nhưng đang quay đủ chi tiết nhưng nó nằm trong góc kẹt này, khó quay quá các bạn thông cảm ha. À, nếu các bạn cứ thích thì cứ nhờ anh Bình quay lại lần nữa để cho các bạn xem thật kỹ để các bạn đặt hàng ha. À, tới đến đây thì Năm Thu cũng phải xin đến lời chia tay với các bạn rồi. À, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem cái clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì nhấn like, nhấn chuông. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký để nhận được từ Năm Thu những video mới nhất các bạn ha. Rồi, Bình ơi, Bình à, chúng chào khách hàng thế nào? Dạ. Chào khách. Quý đế
clip rồi thì cũng xin chào cô bác và các anh chị chúng ta trong thời gian qua đã nhiệt tình ủng hộ vận chuyển của mình. Chúc cô bác anh chị có một ngày mới đầy vui vẻ, đầy hạnh phúc và đầy thành công. Dạ xin chào và mong được cô bác anh chị ủng hộ thêm nữa. Rồi, bye bye các bạn yêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp. Bye bye.